Ngày 10 tháng 6 tại Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Thông tấn thuộc Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức khai trương chi nhánh trung tâm tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Sau gần một năm chính thức phát sóng, truyền hình thông tấn gọi tắt là VNews đã khẳng định là kênh tin tức chuyên biệt được hàng triệu khán giả yêu thích. Đến nay, truyền hình thông tấn đã phủ sóng toàn quốc thông qua vệ tinh số IPTV, hệ thống truyền hình cáp tại gần 40 tỉnh thành, trực tuyến trên Internet và điện thoại di động. Với đội ngũ phóng viên, biên tập viên đông đảo và hệ thống 63 phân xã trong nước, 27 phân xã ngoài nước, VNews liên tục cập nhật các sự kiện, các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trong nước và quốc tế, thông qua các bản tin thời sự mỗi giờ và các chuyên mục thông tin. Việc khai trương chi nhánh truyền hình thông tấn tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên sẽ góp phần quan trọng trong việc phản ánh nhiều mặt thông tin nổi bật tại khu vực này tới khán giả cả nước trong thời gian tới. Cũng nhân dịp này, Thông tấn xã Việt Nam đã trao quà của Quỹ vì nỗi đau da cam của Thông tấn xã Việt Nam cho một số nạn nhân chất độc da cam của Đà Nẵng. Cũng trong ngày 10 tháng 6 tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi 2011 với sự tham dự của hơn 2.000 sinh viên tình nguyện. Với thông điệp "Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn", chương trình tiếp sức mùa thi năm nay được tổ chức tại 12 tỉnh thành phố bao gồm Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm mới của chương trình năm nay là hình thức tư vấn hỗ trợ đa dạng hơn như tư vấn qua website, đường dây điện thoại nóng, công tác đón và tư vấn cho thí sinh tại các bến xe, nhà ga được đảm bảo cả ngày lẫn đêm. Đồng thời đội xe lưu động giá rẻ phục vụ thí sinh và người nhà cũng được mở rộng. Đối với người nhà thí sinh và các thí sinh khi nên tới các bến xe, các địa điểm các bến xe, bến tàu thì được các thành viên ở trong đội tiếp sức mùa thi hỗ trợ các bạn về, chỉ cho các bạn những địa điểm trọ, chỉ đường cho các bạn và hướng dẫn người nhà các bạn đến có những nơi gọi là tìm được những cái nhà, những điều thuận lợi nhất để tham gia kỳ thi. Còn khi tất cả chúng tôi tham gia cái chương trình tiếp sức mùa thi này thì đối với chúng tôi là tinh thần trách nhiệm đặt ở trên hết và với một tinh thần nhiệt huyết cao nhất của tuổi trẻ. Dự kiến chương trình sẽ huy động 38.000 lượt thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi. Những tình nguyện viên này đã được tuyển chọn với các tiêu chuẩn nhanh nhẹn, tháo vát, nhiệt tình, được tập huấn kỹ lưỡng thông tin và kỹ năng cần thiết đảm bảo cho công tác hỗ trợ mùa thi. Đến nay, 10.000 cẩm nang tư vấn, áo thun, mũ cùng nhiều vật dụng hỗ trợ khác đã sẵn sàng phục vụ thí sinh mùa thi năm 2011. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 10 tháng 6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Anh thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh ngày càng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực trong những năm gần đây. Đặc biệt vào ngày 26 tháng 1 năm nay, hai nước đã ký kết kế hoạch hành động Việt Nam-Anh năm 2011, nêu rõ các mục tiêu và biện pháp cụ thể trên 7 lĩnh vực hợp tác của quan hệ đối tác chiến lược. Hợp tác song phương giữa hai nước còn được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, nhất là về thương mại và giáo dục, với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 4 tỷ đô la Mỹ và đầu tư của Anh vào Việt Nam đạt 3 tỷ đô la Mỹ, mở đường bay thẳng từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tới London vào tháng 12 năm 2011, và Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển trường Đại học Quốc tế Việt Anh tại Đà Nẵng, mở thêm cơ sở trường Đại học Anh Quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6, mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng ở hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam thuộc miền Trung Trung Quốc. Ít nhất đã có 38 người thiệt mạng, 25 người khác mất tích và khoảng 50.000 người phải đi sơ tán. Văn phòng Cứu nạn và Kiểm soát Lũ lụt tỉnh Hồ Bắc cho biết, đây là trận mưa to kỷ lục trong vòng 200 năm qua tại khu vực này. Mưa kéo dài suốt 4 giờ với lượng mưa có nơi lên tới 300mm đã gây lụt lội nghiêm trọng ở nhiều nơi, có điểm nước ngập tới 2m. Giao thông đã bị tê liệt, mất điện xảy ra tại nhiều khu vực và ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 180.000 người dân. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động sơ tán dân ở những vùng trũng. Tại tỉnh Hồ Nam, ít nhất 15 người thiệt mạng trong trận lở đất do mưa lũ xảy ra sáng ngày 10 tháng 6 tại các thành phố Nhạc Dương và Lâm Tường của tỉnh này. Trong khi đó, nông dân ở huyện Tân Hoa bắt đầu dọn dẹp bùn đất tràn vào kho chứa cỏ sau trận lũ quét cách đây vài ngày. Mưa lũ đã gây ngập lụt gần 5.000 hecta đất nông nghiệp, đem đất đá và bùn phủ ngập các cánh đồng, gây nhiều thiệt hại cho nông dân. Trước đây bờ đất cao bằng này, nhưng giờ đã bị nước lũ san bằng, nước lũ cũng cuốn trôi hết ngô và lúa mà chúng tôi đã trồng, nhưng cây lúa này sẽ không thể phát triển nữa.
Phải mất ít nhất 20 ngày để dọn sạch bùn đất và gạch đá ngập trên đồng ruộng và để lấy lại đất trồng trọt cho cánh đồng này, còn phải mất nhiều tháng nữa. Nếu không kịp trồng lúa cho vụ mùa này, chúng tôi buộc phải thay thế bằng cây trồng khác. Dù gì đi nữa, chúng tôi sẽ không để đất trống. Đợt mưa lớn sáng nay cũng đã gây hư hại nhiều nhà cửa của người dân ở một số khu vực thuộc tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc. Còn tại tỉnh Quý Châu, đợt mưa lũ hồi đầu tuần đã làm ít nhất 21 người thiệt mạng, 30 người mất tích và khoảng 200.000 người phải đi sơ tán. Tiếp tục những thông tin về chủng E. coli gây chết người tại một số nước châu Âu. Một chủng vi khuẩn E. coli mới đã được phát hiện trong mầm củ cải đường, một loại rau được các bà nội trợ châu Âu rất ưa dùng để trộn salad, có xuất xứ từ Hà Lan. Giới chức phụ trách an toàn thực phẩm của Hà Lan đã yêu cầu ngừng sản xuất loại rau củ này. Một cơ sở sản xuất mầm củ cải đường tại Hà Lan đã phải ngừng sản xuất và bán sản phẩm sau khi phát hiện trong rau có một chủng vi khuẩn E. coli mới. Chiều 8 tháng 6, Liên minh châu Âu-EU đã thông báo rằng các loại rau của Hà Lan có thể là nguồn lây nhiễm vi khuẩn E. coli gây chết người. Theo cơ quan y tế của EU, kết quả kiểm tra cho thấy các mẫu mầm củ cải đường tại Hà Lan có chứa khuẩn E. coli. Tuy nhiên, đây không phải là chủng vi khuẩn đã khiến 22 người thiệt mạng và 2.900 người khác bị lây nhiễm tại châu Âu thời gian gần đây. Trước đó hôm qua 9 tháng 6, Thái Lan cũng thông báo đã phát hiện khuẩn E. coli trong lô hàng quả bơ nhập từ châu Âu và đang kiểm tra để xác định đây có phải chủng E. coli đã gây bùng phát dịch nhiễm khuẩn đường ruột ở châu Âu thời gian qua hay không. Chính phủ Thái Lan trấn an người dân không nên quá lo lắng, đồng thời khẳng định người dân vẫn có thể ăn rau quả tươi sau khi rửa kỹ hoặc nấu chín. Do lo ngại sự lây lan của chủng vi khuẩn E. coli gây chết người, ngày 8 tháng 6, COES đã chính thức áp đặt lệnh cấm nhập khẩu rau quả từ Đức và Tây Ban Nha. Trước đó, Qatar cũng đã ngừng nhập khẩu cà chua, dưa chuột và rau diếp từ hai nước này. Đức, nơi phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên và cũng là nước tính đến nay có nhiều người tử vong nhất do nhiễm khuẩn E. coli. Nhà chức trách đang khẩn trương tìm hiểu nguồn gốc phát tán của chủng vi khuẩn gây chết người mới này. Trong khi đó, các quan chức y tế và nông nghiệp Đức ngày 10 tháng 6 đã khẳng định giá đỗ chính là nguồn lây nhiễm vi khuẩn E. coli gây chết người đang hoành hành ở nhiều nước châu Âu. Đức cũng đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo nguy hiểm đối với các loại rau củ khác là cà chua, dưa chuột và rau diếp. Bộ trưởng Y tế Đức Daniel Ba cho biết, các kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy nguồn bệnh là loại giá đỗ được trồng ở vùng Uyên thuộc bang Hạ Sắc Sông miền Bắc nước Đức. Nhờ việc cảnh báo người dân tránh ăn dưa chuột, cà chua và rau diếp vài ngày trước, chúng tôi đã thu hẹp được phạm vi điều tra và phát hiện ra nguồn lây nhiễm là giá đỗ. Giá đỗ là loại rau được ưa thích ở Đức, chuyên được dùng để chế biến các món salad và bánh sandwich. Việc xác định được nguồn lây nhiễm được cho là sẽ giúp ngành y tế Đức trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này, vốn đã làm 29 người chết và gần 3.000 người nhiễm bệnh. Hiện tại, chúng tôi nhận thấy vẫn có thêm người bị nhiễm loại vi khuẩn này, nhưng số ca nhiễm mới đã giảm đi đáng kể. Đây là tín hiệu cho phép chúng ta lạc quan hơn về tình hình hiện nay. Trong một diễn biến liên quan, hôm nay 10 tháng 6, tại hội nghị thượng đỉnh Nga-EU đang diễn ra tại thành phố Nizhegorod của Nga, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu rau tươi từ các nước thuộc Liên minh châu Âu-EU khi các sản phẩm này được xác nhận là an toàn. Mẫu chứng nhận an toàn thực phẩm sẽ được hai bên thống nhất trong vài ngày tới. Hồi tuần trước, Moscow đã ra lệnh cấm nhập khẩu tất cả các loại rau tươi từ EU do lo ngại dịch nhiễm khuẩn E. coli. EU ngay sau đó đã lên tiếng đề nghị Nga xem xét lại quyết định này. Một loạt các cuộc tiếp xúc ngoại giao đang diễn ra tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc nhằm tìm cách nối lại tiến trình đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vốn đã bị đình trệ từ năm 2008. Ngày 10 tháng 6, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell đã gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan. Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Uy Sung-nak đã hội đàm với Phó trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Nga Grigory Lofinov thảo luận về các vấn đề liên quan quan hệ liên triều và khả năng đưa các bên trở lại bàn đàm phán 6 bên. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell cho biết, chúng tôi đã đề nghị Trung Quốc nỗ lực hết sức để thuyết phục Triều Tiên cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Tôi cho rằng các nhà đàm phán Trung Quốc cũng quan ngại về sự bế tắc hiện nay của tiến trình thương lượng và rất muốn đẩy mạnh tiến trình đối thoại giữa hai miền Triều Tiên. Trong chuyến thăm Seoul lần này, ông Campbell cũng sẽ hội đàm với trưởng đoàn đàm phán 6 bên Hàn Quốc Uy Sung-nak để thảo luận các vấn đề cụ thể liên quan.
Cũng trong ngày 10 tháng 6, ông Huy Sung Nak đã có cuộc gặp Phó trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Nga Grigory Lokvinov đang ở thăm Seoul để thảo luận về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và khả năng nối lại đàm phán 6 bên. Trước đó, ngày 9 tháng 6, ông Huy Sung Nak đã công du Bắc Kinh để gặp người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vĩ thảo luận các biện pháp để nối lại đàm phán 6 bên. Hai bên đã đề cập giải pháp tiếp cận từng bước để tiến tới tái khởi động các cuộc đàm phán 6 bên và phía Hàn Quốc đã nhất trí thực hiện giải pháp 3 bước của Bắc Kinh để tiến tới nối lại các cuộc đàm phán đa phương. Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã bị đẩy lên căng thẳng đỉnh điểm vào năm ngoái sau vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc và vụ đấu pháo quanh khu vực đảo Jeonpyeon. Dư luận cho rằng cần nỗ lực để hai bên cải thiện quan hệ mới có thể tạo điều kiện nối lại tiến trình đàm phán 6 bên. Cũng trong ngày 10 tháng 6, Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Liên minh châu Âu-EU lần thứ 27 đã khai mạc tại thành phố Nizhegorod, miền Tây nước Nga. Đây là hội nghị định kỳ diễn ra mỗi năm 2 lần nhằm tăng cường hợp tác giữa Nga và EU. Tham dự hội nghị lần này có Tổng thống nước chủ nhà Dmitry Medvedev, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Manuel Barroso. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các vấn đề củng cố quan hệ đối tác vì hiện đại hóa giữa hai bên, chuyển đổi sang cơ chế miễn thị thực nhập cảnh, tăng cường hợp tác năng lượng và tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của Nga. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo hai bên cũng đề cập tới các vấn đề thời sự thế giới hiện nay như cuộc khủng hoảng chính trị tại Libya và lệnh cấm nhập khẩu rau từ các nước EU mà Nga mới ban hành. Hội nghị thượng đỉnh Nga-EU diễn ra định kỳ mỗi năm 2 lần, được tổ chức luân phiên tại Nga và nước giữ chức chủ tịch luân phiên của EU. Những năm gần đây, Nga chủ trương đa dạng hóa địa điểm tổ chức hội nghị để các nhà lãnh đạo châu Âu làm quen với các địa danh mới của một nước Nga rộng lớn, ngoài hai thành phố quen thuộc là thủ đô Moscow và cố đô phương Bắc Saint Petersburg. Với dân số 1,3 triệu người, Nizhegorod là thành phố lớn thứ 5 ở Nga sau Moscow, Saint Petersburg, Novosibirsk và Ekaterinburg. Tại hội nghị bộ trưởng khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO đang nhóm họp tại Bruxelles, Mỹ và các nước đồng minh phương Tây đã tập trung thảo luận việc mở rộng chiến dịch không kích Libya trong bối cảnh nhiều nước tham gia chiến dịch này bắt đầu nản lòng do sự sa lầy của liên quân tại đây. Ngoài ra, quá trình rút quân khỏi Afghanistan dự kiến bắt đầu từ tháng tới cũng được các bộ trưởng đề cập tới trong hội nghị lần này. Trong một tuyên bố đưa ra ngay ngày họp đầu tiên hôm 8 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO khẳng định ủng hộ các nỗ lực mở rộng chiến dịch tại Libya của tổ chức này. Các quan chức NATO cũng không ngại công khai mục tiêu lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Tuy nhiên, can dự về quân sự không phải giải pháp mà đa số các nước tán thành. Ngoài Mỹ tham gia với vai trò hỗ trợ hậu cần, hiện tại chỉ có 7 thành viên NATO là Pháp, Anh, Canada, Đan Mạch, Na Uy, Bỉ và Italia gửi máy bay tham gia chiến dịch không kích Libya. Trong số này có Na Uy đang dự định rút bớt vai trò trong chiến dịch sau ngày 24 tháng 6. Các nước thành viên khác, trong đó có Đức, cho rằng cần tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Libya. Chúng tôi tán thành mục đích và các biện pháp trong chiến dịch của NATO. Tuy nhiên, thay vì can dự vào chiến dịch quân sự, chúng tôi tham gia trên lĩnh vực chính trị và sẵn sàng đảm nhận một số trách nhiệm sau khi cuộc khủng hoảng này kết thúc. Một nội dung quan trọng khác được thảo luận tại hội nghị lần này là vấn đề an ninh của Afghanistan. Mỹ, nước sẽ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan từ tháng tới, đã kêu gọi các nước NATO triển khai rút quân một cách từ từ để bảo vệ những thành quả về an ninh đã đạt được tại quốc gia Nam Á này. Chúng ta đã đạt được những bước tiến vững chắc về quân sự tại Afghanistan. Tuy nhiên, những thành quả này sẽ bị đe dọa nếu quá trình chuyển giao an ninh tại Afghanistan không được tiến hành một cách có tổ chức và phối hợp chặt chẽ. Tháng tới, Mỹ sẽ bắt đầu rút quân tại đây, nhưng không có nghĩa là Mỹ sẽ thoái lui nhanh chóng và các nước đồng minh trong NATO cũng không nên vội vàng rút quân khỏi đây. Hiện một số thành viên NATO khác như Anh, Hà Lan và Ba Lan cũng đã lên kế hoạch rút quân đội khỏi chiến trường Afghanistan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông Tấn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.